50 mét. 1, 2, 3 lên. Chạy lên, chạy lên. Mày đẩy đi, mày đẩy phụ đi. Rồi lên. Lên! Lên! Rồi, chuẩn bị 4m6 cong. Lên! Hòa âm. Em ơi biết cho chăng tình lẻ đêm buồn đã lâu rồi, lửa khăn đôi nơi từ duyên xưa còn đến năm này nhá. Líp đạn luôn. Lên. Giáo sư Hiền. Giáo sư Hiền. Rồi, đang ráp hoàn đàn. Ê, 95. Lên nổi không? Hả? Ui ôi, cọc tre này mẹ có bộ chắc phải mấy hôm này được lại được con gà là rửa cọc cháo. Cặp hiểu quá. Giả như thế này mà sao nó không làm ông nó không mua cọc phíp không? Hả? Nó làm vậy thôi hả? Ủa ông nè cái cây này bảo có đúng rồi. Đó sư công về chôn bà nội 102. Này tiếp theo bộ sáo hòa còi hòa đàn đầu tiên. Thế con 3m mà in nữa hả? À mắt cú à? Đẹp luôn. Ôi con đang đẹp mà. Đây là một cuộn dây. Giáo sư Hiền. Đồ nhăn nhăn nhăn. Nhăn nhăn. Giáo sư Hiền. Rồi, giáo sư truyền. Diều sáo, diều mới, sáo mới. Còng này còng bao nhiêu đó? 90 không? 85 à? Ngày test đầu tiên nhá. Diều mới, sáo mới.
nón mới mua luôn. Rồi, chuẩn bị sẽ được cho bay lên tại bãi diều nhá. Này gió tương đối đẹp ấy. Đó, cho gì kêu đó. Năm rưỡi rồi. Năm rưỡi 20. Rồi, chồng cột chi đuôi đây, chi sáo đây. Quá nhiều luôn, nhiều sáo, bên kia nhiều sáo nha. Siêu tiếp. Bước về điều rồi mất lái nữa. Tính ra kia. Cú 36. Cú 2. Lại nữa. Rồi chạy. Rồi chạy đi. Lâu lâu rồi chạy ra. Lên đi. Chả nghe tiếng nào, líp líp luôn. Thank you.